chào mọi người đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bác Cứng nha. Và hôm nay em sẽ giới thiệu về dòng sản phẩm yếm mặt Úc Tươi. Dòng sản phẩm này hôm bữa giờ em đang cháy hàng và hôm nay em đã có hàng lại rồi nha mọi người. Chị nào mà hôm bữa giờ mà đặt hàng yếm mặt Úc Tươi bên em á mà hết hàng á thì hôm nay hãy liên hệ trực tiếp lại cho bên em để mua hàng nha. Cam kết hàng chúng chính hãng 100% chuẩn nên mọi người đừng hỏi em hàng chính hãng không nha. Hàng bên em chính hãng và bán với giá sỉ cực kỳ rẻ, cũng như là phục vụ bà con cô bác với giá sỉ cực kỳ chất lượng và ok nhất nha. Đặc biệt một bịch này thì giá thị trường như này đó, ở trên bao bì nó giá rẻ của nó là 300.000, nhưng mà bên em bán sỉ giá sỉ thì bao giờ đồng rẻ hơn giá sỉ nha. Nên mọi người đừng có hỏi em là lăn tăn hỏi em giá đó có chính hãng hay không. Giá không quan trọng, chủ yếu là chất lượng mấy chị sử dụng có hiệu quả, có ok, có đúng theo hàng của công ty chuẩn hay không. Thì mấy chị có thể là liên hệ trực tiếp qua cho em qua cái Facebook là Trần Thị Alice chuyên sĩ mỹ phẩm để xem những phản hồi của khách bên em, cũng như là dòng sản phẩm này thì em bán số lượng bao nhiêu thì mấy chị sẽ hiểu rõ hơn nha. Facebook bên em là Facebook Trần Thị Alice chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là mấy chị có thể kết bạn trực tiếp qua ba số Zalo bên em. Số Zalo đầu tiên là số 0933766739, số thứ hai là số 0355838057, số thứ ba là số 0773339279. Duy nhất ba số điện thoại mà chị có thể gọi số hotline bên em để tư vấn nhập sỉ, hoặc là mua về để sử dụng, hoặc là mua về để bán lại thì liên hệ trực tiếp qua cho em số điện thoại hotline là 0355838057. Đặc biệt dòng yếm mặt Úc Tươi này là dòng sản phẩm chính hãng công ty chuẩn 100%, và dòng sản phẩm này giúp cho mấy chị bổ sung chất dinh dưỡng đều đặn, cũng như là không bị tăng cân trở lại, hoặc là muốn giảm cân hoặc là muốn tăng cân thì bên em sẽ có cách hướng dẫn riêng dành cho từng chị về cái sản phẩm này nha. Bây giờ và mấy chị mà muốn đặt hàng thì hãy nhấc máy ngay cái số điện thoại là 0355838057, hoặc là xem trực tiếp trên cái Facebook bên em. Facebook bên em là Facebook Trần Thị Alice chuyên sĩ mỹ phẩm, để mấy chị xem thêm rất là nhiều những cái mặt hàng khác bên em đang được đăng tải, như là đang được bán với giá sỉ cực kỳ rẻ, cực kỳ chất lượng, rẻ hơn thị trường rất là nhiều, bởi vì bên em chuyên cung cấp sỉ đi cho tất cả những đầu mối khác nha. Mọi người có thể tin tưởng shop bên em, bởi vì khi mà mấy chị mua được cái dòng hàng chính hãng với giá sỉ cực kỳ rẻ như này là một cái lợi thế dành cho mấy chị rất là nhiều, như là mình mua được dòng đây một bịch như này tới 1 ký lần nha mấy chị, 1 ký mấy chị có thể là nấu cháo hoặc là pha sữa để uống rất là ok nha mấy chị. Đặc biệt là nó sẽ cung cấp những cái chất dinh dưỡng cần thiết, như là chất dinh dưỡng vừa đủ không bị tăng cân trở lại, và cũng như là những cái bé mà ăn dặm á thì có thể là sử dụng cái bột ngũ cốc này có thể pha chung với mình xay nhuyễn bò để nấu cháo cũng rất là ok luôn nha. Trong sản phẩm này đạt chất lượng, và đặc biệt là nó sẽ đây nó sẽ có gọi là công ty chỗ này nè, rồi sẽ có những cái thành phần chỗ này nè đó, mấy chị sẽ tham khảo trên đó. Khi mấy chị mua hàng bên em thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mọi người. Nhanh tay gọi điện tới số điện thoại 0355838057 để được đặt hàng, tại vì hàng bên em về số lượng rất là nhiều, tại vì khách bên em đặt rất là nhiều, nên mấy chị mà không nhanh tay thì nhiều lúc là gọi tới alo còn hàng hay không, là lúc đó là không biết là còn hay không nha mọi người. Khi mà mình xem được cái livestream được video này thì mấy chị hãy nhanh tay nhấc điện thoại và liên hệ ngay cho em qua số điện thoại là 0355838057 nha. Bây giờ em sẽ kết thúc cái video này, cảm ơn mọi người rất là nhiều, với ba mọi người chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, xin đẹp và thành công. Bye bye.